Cái đường đất đỏ này khoảng 5 km, mình sẽ đi thẳng ra cái mé bờ hồ. Và hôm nay thì Sunny đoàn cùng với anh em sẽ dẫn các bạn đi khám phá hoang đảo vốn cái Sài Gòn vài ngày. Mời các anh chị và các bạn đi với mình cùng khám phá, đi chơi lang thang với Sunny và anh em của Sunny. Càng vô sâu thì mình thấy càng rậm rạp. Nếu mà để ý thì bên tai Sunny chim hót líu lo, chim chích chè, đặc biệt là ve. Ve kêu nhiều lắm. Con đường này nếu mà trời mưa thì có thể rất là khó đi. Nếu anh chị nào mà đi xe ô tô đó thì mình đi xe gầm cao á, chứ gầm thấp không có vào đây được. Càng đi vô sâu thì mình nhận thấy nó rất là rậm rạp. Xung quanh là tán cây rừng, dây leo chằng chịt, đặc biệt là ve kêu rất là nhiều, rất là âm u. Đất nó hơi chài. Đó. Bướm bướm. Bướm bướm bay, bướm bướm bay. Xin đi cảm thấy thoải mái lắm mà các bạn. Xa thành phố, xa khói bụi, xa tiếng ồn. Ở đây là tiếng ve, tiếng chim. Và cây cối rất là rậm rạp, mà về với thiên nhiên cảm thấy thoải mái. Và cái hành trình hôm nay thì mình sẽ khám phá cái hoang đảo để giới thiệu với các bạn, và đi mời các anh chị và các bạn đi chơi với lại Sunny. Hàng ngày thì mình quay ở Sài Gòn, nó khói xe, bụi bặm, kẹt xe, mệt rồi. Thì hôm nay thì mời các anh chị lang thang với Sunny nha.
Sunny xin chào các bạn, và hiện tại mình đang trên hoang đảo của một cái nơi rất là gần Sài Gòn. Thì hôm nay thì Sunny cũng muốn giới thiệu các bạn cái hoang đảo này nó như thế nào, cái cảnh sinh hoạt như thế nào, và mình tạm trốn Sài Gòn một đêm để mình ngủ trên hoang đảo cùng tất cả các ba anh em. Thì một lát mình sẽ có những thước phim Leica, mình sẽ review cái hoang đảo này. Đôi khi thì mình cũng về với thiên nhiên, mình trốn cái oi bức kẹt xe khói bụi và tiếng ồn của Sài Gòn để mình về với thiên nhiên. Và Sunny cũng muốn giới thiệu các bạn về cái cảnh khám phá một cái hoang đảo ở một nơi rất gần Sài Gòn. Rồi mời các bạn cùng trải nghiệm lang thang với Sunny đó. Đó, cái cảnh hoang đảo là phía sau lưng của mình đây. Cái đảo này thì được bao bọc xung quanh là nước không. Thì một lát mình sẽ khám phá cái đảo này có người hay không bằng cách là mình bay Leicam lên, mình coi diện tích nó như thế nào. Và bây giờ mời các bạn sẽ cùng với Sunny để mình khám phá cái hoang đảo này. Rồi, let's go. Mình cùng nhau khám phá cái đảo này trên cao để mình coi cái view trên cao của cái đảo này nó như thế nào. Rồi, bắt đầu. Hiện tại là mình khoảng 11 mét rồi, 10-20 mét rồi, ok. Với cái 26 mét thì mình có thể là mình có thể nhìn bao quát rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ra, từ xa xa thì mình thấy có một chiếc ghe, mình sẽ bám theo chiếc ghe đó. Rồi mình sẽ quay lại để cho các anh chị các bạn xem cái đảo mình đang trú ngụ nó như thế nào. Đâu chiếc ghe đâu rồi? Đây chiếc ghe đây. Mình sẽ hạ chút xuống chút xíu. Cư ngụ đây đó, mé bên kia hướng 12 giờ có một cái đảo nữa. Bây giờ mình sẽ khám phá cái đảo trước mặt nha. Gió to, cảnh báo là gió to. Bây giờ mình sẽ đó, cái đảo phía trước mặt đó, thì bây giờ mình sẽ quay lại để mình về cái hướng đảo mình. Cái khoảng cách của máy bay và cách chỗ mình ngồi là khoảng là 300 mét rồi, độ cao thì 26 mét thôi. Ở đây không có cây cao nên chính vậy mình bay 26 mét. Ở đây nó có một cái cụm, một số chiếc thuyền. Ok, mình sẽ quay lại nha. Đây là cái đảo trước mặt mình đó. Bây giờ mình sẽ quay về cái đảo của mình để cho các bạn xem.
Đây xung quanh là biển hồ bao la rộng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn cái đảo mình trên cao nha các anh chị và các bạn. Đây cái đảo của mình phía trước mặt đây. Nó hơi bị cong, mình sẽ cố gắng mình bay tới mình đưa cái camera chút xuống. Rửa gà hả? Dạ. Đó cái đảo mình phía trước mặt phía dưới đó. Đây cái đảo mình nè, mình sẽ chút camera xuống cho nó chút xíu cho nó đỡ cong. Chứ không là nó hiện tại nó đang ngược nắng. Đây cái đảo của mình đây. Trên cao thì mình thấy nó chút xíu thôi. Và xung quanh thì nó không có cái người nào cư ngụ cả. Đó. Đây khu vực đảo của mình. Đó, sơ nét là cái đảo của mình là như thế. Bây giờ mình sẽ quay lại để cho các bạn xem. Chứ với cái góc nhìn này thì nó hơi bị cong chút xíu. Đây cái đảo mình đây. Cái góc khoảng 12 giờ. 12 giờ là nó có, các bạn thấy để ý có cây gòn đó thì mình sẽ cắm trại rồi đó. Thì mình sẽ hạ độ cao xuống để mình cho nó dễ nhìn ha. Rồi. Vậy thì nó dễ dàng hơn. Ở trên đây thì mình thấy có chuối, có mít. Đây cái góc dưới đây là mình cắm trại khu ở dưới cái lùm cây đây đây. Đó, sơ nét cho các bạn và các anh chị thấy khu vực mình đang ở trên đảo. Rồi, có một cái thằng nhóc đó đang ngồi đồng đó. Ngồi đồng, thì nếu các bạn thấy nhỏ 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 chút xíu đó thì là mình đang ngồi phía dưới. Rồi, sơ nét cho anh chị biết về cái đảo này. Hy vọng rằng hiện tại đang gió rất là to, cảnh báo gió cảnh báo liên tục nên chính vậy mình cũng xin tạm ngưng ở đây. Mình có một vài cái thước phim flycam để gửi các bạn.
bị cong làm sao á. Rồi, mình xin tạm ngưng nha.